Ok, tiếp theo series nói về Shiny thì ngoài những Shiny xấu bắt ra ta còn những Shiny đẹp ngất ngây còn cả tầy leo núi. Mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong tuần đầu tiên của tháng 12. Vì là có quá nhiều con đẹp nên tôi sẽ nới cái top này ra thành top 15 con Shiny đẹp nhất trong mắt tôi. Và tiêu chí về Shiny đẹp của tôi thì cũng đơn giản là tụi nó có đáng để chúng ta bắt hay không. Vì Shiny thì càng ngày càng dễ sở hữu nên hiếm thì cũng không còn là lý do để ta bắt Shiny nữa, mà nó có đẹp hay không. Nếu mà nó đẹp và nó xứng đáng để bắt thì nó sẽ nằm trong cái clip ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thì vô. Ở hạng 15 là Shiny Gyarados. Là một Shiny đời đầu với quá trình được giới thiệu không thể nào đáng nhớ hơn trong thế hệ thứ hai. Trong một cái hồ to lớn có một con Gyarados đặc biệt, màu đỏ, đầy hung dữ, giống như là chuyện quái vật ở hồ Loch Ness vậy đó. Cái màu đỏ này là hậu quả của việc bị ép phải tiến hóa, nên phần vảy của Magikarp chưa kịp chuyển màu xanh. Tôi cũng không biết là những con Gyarados Shiny sau này nó cũng vì lý do này mà màu đỏ hay không. Nhưng mà chỉ có phần vảy màu xanh dương được thay đổi thành màu đỏ sẫm, cùng màu vàng pastel ở bụng tạo nên một Pokemon Shiny đơn giản mà nổi bần bật giữa một dàn Gyarados thường, thể hiện rõ được sự hung dữ cũng như là độc đáo của loài rồng cá chép này. Nói chung thì ngôn từ của tôi không thể nào diễn tả được cái độ đẹp của Shiny này, nhìn nó hay thế nào nhỉ. Rồi, hạng 14 thì tôi sẽ nhường vị trí cho Milotic. Giống loài của nó được mệnh danh là đẹp nhất trong thế giới Pokemon. Ngoài sức mạnh vốn có trong chiến đấu thì thực sự tổ thiết kế đã làm nên một trong những thiết kế đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng. Gán cái danh đẹp nhất cũng không bị gượng gạo, mà ngược lại nhìn sơ qua ai cũng phải công nhận rằng đây chính là một Pokemon đẹp nhất từng được giới thiệu. Và tôi cũng đã khá sợ là dạng Shiny này có bị xịt keo hay không, khi có rất nhiều trường hợp làm ra những Pokemon Shiny hời hợt. Thì không, có lẽ họ đã thành tâm xây dựng một Milotic đẹp đúng nghĩa khi mà Shiny được phối màu vô cùng hài hòa. Và vẻ đẹp của Shiny Milotic lên trang chính còn được nâng cấp hơn khi mà giờ đây ta có thể thấy được luôn từng cái vảy ống ánh vàng của nó. Tinh hoa hội tụ, đàn ông phụ nữ nào cũng yêu, là đây nè. Ở hạng 13 là Tessarina. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi cho Tessarina đứng cao hơn Milotic. Thực ra thì do con mắt thẩm mỹ cá nhân của tôi thấy dạng Shiny của Tessarina là một trong những dạng Shiny xứng đáng để bắt nhất. Ở dạng thường thì màu sắc nó cũng ok đi, nhưng khá là dễ đoán, nguyên cái đầu tóc xanh lẹ cho hợp hệ cỏ. Và thường thì khi hóa Shiny những Pokemon hệ cỏ, mấy cái màu xanh này thường chuyển thành màu vàng hoặc là đỏ nâu của lá mùa thu. Chứ ai ngờ được nó chuyển từ màu xanh lá thành màu tím pastel đâu. Đi với màu hồng đỏ nguyên gốc thì lại còn hợp con mắt hơn mấy lần. Không hiểu sao nhìn cái này lại thèm ăn măng cục nha. Chứ nhìn cái bản gốc thấy măng cục này hơi chua chua đó. Nói chung nếu Gyarados có màu đơn sắc tốt, Milotic có bản màu vàng không sến, thì Tessarina là một tấm gương tuyệt vời cho việc phối màu. Và chúng ta tới hạng 12 sẽ là Pokemon yêu thích của tôi, Gliscor. Nói về thiết kế cái đi, Gliscor có một thiết kế mà tôi cho là khá khó để có thể tìm lại được, dù cho đã có rất nhiều thế hệ mới ra mắt. Mà không chỉ mình Gliscor, những Pokemon được giới thiệu ở Gen 4 đều mang được sự cứng cáp, tròn đầy trong khâu thiết kế. Không quá phức tạp cũng như là không quá sơ sài, đặc biệt như là thiết kế của Baxcalibur, á thần của Gen 9. Một thiết kế cá nhân tôi thấy là vô cùng lỏng lẻo và ý là ba cái cọng lông trên bàn tay mình mang ý nghĩa gì đó ta. Quay trở lại thì nhìn qua dạng Shiny của Gliscor đi, màu xanh da trời, đi với màu vàng, đỉnh cao trong thiết kế luôn. Tôi có thể đưa ra vô vàn ví dụ cho việc kết hợp màu sắc này, mà đã vậy nó lại còn tệp màu với lại khuyết bô nữa. Cứ như là loại bóng chứa này được sinh ra để dành cho Shiny Gliscor vậy đó, quá là hoàn hảo. Qua tới hạng 11 thôi. Ở hạng này thì tôi muốn dành lời khen cho Zygarde, được ra mắt từ hồi Gen 6. Nhưng mãi tới Gen 7 thì chúng ta mới có thể có được Zygarde dạng Shiny này thông qua quà tặng. Và đến Gen 8 thì mới có thể săn được Zygarde thông qua Dynamax Adventure. Công bằng mà nói, vốn dạng thường thì màu của Zygarde cũng khá là đẹp rồi. Nhưng đến khi dạng Shiny thì tôi cũng bất ngờ về cách phối màu này của Game Freak. Trắng và xanh thường được dùng trong thiết kế thể hiện sức sống, hiện đại và mới mẻ. Có thể dễ dàng bắt gặp bộ đôi màu sắc này trong rất nhiều thiết kế, lấy từ sự thân thiện với thiên nhiên làm chủ đạo. Thành ra vô tình lại rất hợp với concept của Zygarde, nó tượng trưng cho sự cân bằng trong hệ sinh thái. Ở cả ba dạng thì màu sắc của nó đều xứng đáng cho chúng ta dành thời gian ra đi bắt. Nên là cách phối màu này với tôi là 10 điểm, không có nhưng. Và trước khi vào top 10 thì kênh V Pokédex cũng nhờ tôi cảm ơn đến những nhà huấn luyện có tâm hồn bay bổng và yêu cái đẹp, đã gửi những bài viết, những câu chuyện thú vị về cho ban tổ chức cuộc thi, từ tranh thể bài thành chuyện cùng kể, đã có rất nhiều tâm tư tình cảm, sự sáng tạo, đầy kịch tính được viết ra, không thể nào kể hết. Cuộc thi vẫn được tiếp tục và mỗi bài viết gửi về đều nhận được ngay những phần thưởng tiền mặt hấp dẫn. Gửi càng nhiều câu chuyện thì số tiền nhận bút càng cao. Mọi bài viết cùng với thẻ bài mà các bạn chọn làm cảm hứng sáng tác xin vui lòng gửi về Gmail của kênh V Pokédex mà tôi sẽ để trên màn hình cũng như là phần mô tả phía bên dưới.
Link bài mẫu tham khảo thì tôi cũng sẽ để bên dưới phần mô tả luôn. Chúc các bạn may mắn ha. Rồi, vô hạng 10. Đáng ra thì tôi để dành hạng này cho Shiny Gengar cơ. Nhưng mà dạng Shiny này chỉ có khi mà tiến hóa siêu cấp thôi. Vậy nên cũng không đáng để kể tên trong top này. Mà tôi sẽ để dành hạng 10 này cho một Shiny đáng giá khác. Đó chính là gia đình nhà Hisuian Quillfish. Là hình dạng xưa kia của gia đình cá nóc vùng Johto, mang song hệ độc vào bóng tối. Cảm quan của tôi về thiết kế nhà này cũng tạm chấp nhận. Màu bình thường cũng ok, chỉ có là đánh cái môi hơi thâm xíu. Tiến hóa lên thì nhìn không có thân thiện cho lắm, có vẻ hơi hầm hố. Ừ thì cảm giác của tôi cũng kiểu nửa thích nửa không thích, cho đến khi tôi nhìn thấy dạng shiny của nó. Hốt liền, trắng tinh tương thế này với mấy cái gai độc thêm màu tím nữa, không bắt thì quá là uổng. So giữa hai dạng thì như hai giọt nước luôn, nước mưa nước cống. Và nó cũng làm cho tôi nhớ lại vì sao tôi lại thích shiny Pokemon tới vậy. Ở hạng 9 thì chúng ta phải có Metacross rồi. Với tôi thì chắc chắn Metacross có dạng shiny đáng bắt nhất. So sánh giữa màu sắc bình thường và màu sắc đột biến thì mới hiểu tại sao người ta lại điên cuồng đi bắt những con shiny như thế này. Có thể nó không quá hiếm như ngày xưa, nhưng mà nó đẹp. Cái đáng mong chờ của Pokemon này đó chính là bản mở rộng sắp tới. Nó sẽ được mang thêm texture ống ánh hình kim loại, giống như là Scizor vậy đó. Mặc dù là shiny Scizor cũng đau mắt thiệt, nhưng nó nhờ cái texture này mà lên hư khác bọt hẳn. Nên là thật không thể nào hào hứng hơn khi mà Metacross với màu trắng kim loại thuần khiết sẽ trông đẹp cỡ nào khi lên trên chính, hoặc là nó như hạch. Thôi kệ, phải sống tích cực có niềm tin chứ đúng không? Ở hạng 8, có lẽ các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi đặt Pokemon này ở đây. Đó chính là gia đình nhà Galarian Rapidash. Loài Rapidash vùng Kanto đã luôn ấn tượng về thiết kế. Khi lên Shiny thì đốm lửa màu đỏ trở thành màu xanh xám, như là sự bùng nổ và sắc đẹp luôn. Nhưng tôi nói trước là với tụi nó không nằm trong top 15 này đâu. Chắc có thể là top 16 chẳng hạn. Nhưng với người bạn vùng Gala của nó thì lại khác. Làm như cái nhà này không thể nào thiết kế xấu được luôn á trời. Giờ thì nó thành kỳ lân đúng nghĩa. Xong mấy cái vòng thì được tô màu sắc không thể nào thanh tao trang nhã hơn. Rồi mà bắt được shiny của nó là như được nhỏ mắt hằng ngày luôn. Vì chúng ta có thể thấy được sự hài hòa giữa mấy màu sắc này khi mà đứng cùng nhau trong các thể loại thiết kế khác nhau. Nên theo tôi đây là một trong những cách phối màu thành công nữa của đội ngũ thiết kế. Tuy có hơi thiên vị gia đình nhà ngựa một sừng này, nhưng mà thôi đẹp thì cho nó đẹp xứng đáng luôn đi. Chứ ai như ca trơm ha. Ở hạng 7, đó là một bộ phận những Pokemon Shiny có màu đen. Tôi phải nói là màu đen như là một giải pháp cứu cánh nếu tổ thiết kế bị bí ý tưởng màu sắc cho Shiny vậy đó. Nhưng giải pháp này luôn luôn hiệu quả nha. Ở đây thì không nói đến những Pokemon có màu đen sẵn, mà ở hạng 8 là tập hợp những Pokemon không cần biết màu sắc gốc của nó là màu gì. Xanh đỏ tím vàng, cứ Shiny là thành màu đen hết. Trong đó nổi bật có thể kể đến như là Shiny Rayquaza, lên Mega cái là đen vàng xen kẽ nhau nổi bần bật luôn. Chưa nói về sức mạnh cũng như là quá xứng đáng để sở hữu rồi. Xong rồi thì Charizard, Decidueye, Greninja, rồi bộ tứ thần bảo vệ đảo nữa nè. Còn tụi Starter muốn biết đứa nào là con cưng thì cũng dễ. Nhìn vào màu Shiny là biết thế hệ đó đứa nào gánh mảng truyền thông liền. Nhưng có lẽ thích nhất trong đám Shiny màu đen của tôi đó chính là Meteor. Pokemon được dựa theo những ngôi sao băng. Vỏ bên ngoài của nó thì anh em một nhà ta không khác gì nhau hết. Nhưng bên trong lõi thì đa dạng màu sắc khác nhau. Còn dạng Shiny thì như chứa cả một vũ trụ thu nhỏ trong đó, với màu đen huyền bí và những chấm nhỏ đầy đủ màu sắc của những lõi dạng thường bên trong. Sao mà nó đẹp thế nhỉ? Nên là vẫn khát khao nó có được sự trở lại trong bản DLC này. Nhưng có vẻ là không có cơ hội rồi. Em nó mất tích suốt từ hồi Mesquite ra đời luôn mà. Rồi, chúng ta qua hạng 6. Là Yanmega. Họ chuồn chuồn này có cả hai cấp tiến hóa đều có Shiny đẹp khỏi bàn. Ngoài những Pokemon Shiny có màu đen auto đẹp ra, thì bên cạnh đó cũng có những Pokemon Shiny với màu xanh dương bộ mắt không kém. Tụi nó đều đẹp đứt lòng người hâm mộ. Và trong đó thì bộ màu sắc dùng để phối cho Shiny Yanmega là bộ màu sắc mà tôi yêu thích nhất. Xanh dương và hồng lại là cặp màu sắc được sử dụng rất nhiều trong thiết kế khi muốn mang lại sự ấn tượng, chú ý về mặt thị giác. Và với sự chơi đùa màu sắc này thì Shiny Yanmega xứng đáng được bắt, chứ không phải vì nó hiếm đâu. Tôi chỉ ước là phải chi trong chiến đấu nó không quá mỏng thì có lẽ ta đã thấy được cặp màu sắc này nhiều hơn trên đấu trường rồi. Và qua hạng 5. Hạng 5 thì tôi sẽ nói đến Gigalith. Dù ở dạng thường Gigalith với màu sắc vẻ ngoài hơi bặm trợ một chút, y ạch một xíu, nhưng tôi khá bất ngờ khi ở dạng Shiny nó lại thành công như thế này. Làm tôi liên tưởng đến hang động tích điện nổi tiếng trong tựa game Pokemon Black and White. Cùng thế hệ với Gigalith, có vẻ màu sắc này thì có liên quan gì đó với nhau nhỉ? Quay trở lại thì từ những miếng đá màu cam, nay nó đã chuyển thành màu xanh cyan, phối cùng màu tím sẫm màu, tạo một cảm giác vô cùng huyền bí. Và như miêu tả thì trong Pokédex của nó, đây là một Pokemon nén năng lượng vào cơ thể. Nên ý đồ thiết kế những mảnh đá chỉ ra kia nó không thể hiện rõ bằng khi nhìn ở dạng Shiny. Đây đích thực không phải là đá, mà là những tinh thể mọc ra từ quá trình nó giải phóng năng lượng,
làm nứt cơ thể bằng đá của mình, cho phép những tinh thể năng lượng nó có dịp trồi ra ngoài. Và như đó là đủ để cho tụi mình tốn hàng giờ để bắt cái dạng Shiny này rồi. Quá xứng đáng. Ở hạng 4 là Umbreon. Đỉnh cao của một thiết kế đó chính là ít mà đẹp. Càng làm ít mà càng đẹp thì lại càng được đánh giá cao. Shiny Umbreon là ví dụ. Đâu có ai mà ngờ được giữa một dạng Shiny Eevee có như không thế này lại lò ra được một Shiny Umbreon với điểm nhấn là những hoa văn màu xanh cyan phát sáng trên người đâu, đúng không? Nếu bản gốc là màu đen và vàng, là bộ màu có độ tương phản cao và dùng để nêu bật chủ thể, tạo cảm giác sôi nổi năng động, thì bản Shiny màu đen và xanh này lại mang một hiệu quả thị giác có chiều sâu và bí ẩn hơn rất rất nhiều. Cho nên chỉ cần vậy thôi là đã trở thành một Shiny nổi tiếng nhất mà nhà nhà ai cũng muốn sở hữu rồi. Và qua top 3 của tôi, mật mí đây là vị trí của những huyền thoại không đó. Ở hạng 3, Shiny đẹp và xứng đáng để bắt nhất là Shiny Giratina. Đố ai mà không khát khao sở hữu được một Pokemon thiết kế siêu đẹp lại còn mang nhãn Shiny được phối màu hài hòa có chủ đích thế này. So với hai dạng Shiny của hai người em là Dialga và Palkia thì Shiny Giratina hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Tôi có thể đưa ra rất nhiều ví dụ về việc phối ba mảng màu sắc xanh, vàng và đen này lại với nhau trong rất nhiều ấn phẩm thiết kế. Chúng có thể tạo ra hiệu ứng thị giác vô cùng đẹp và dễ chịu. Tuy nhiên thì việc sở hữu được Shiny Giratina cũng không còn dễ dàng, nhưng cũng không hiếm như tụi huyền ảo hoặc là hai Pokemon huyền thoại tiếp theo đây. Hai con sao đây hiện tại thì chúng ta chỉ có thể ngắm thôi chứ chưa làm gì được hơn. Hạng 2 là Shiny Coraidon, một Paradox thời xưa xử xưa xưa của Psychlazar. Cùng với dạng tương lai Miraidon, thực sự đã cứu vớt lại niềm tin của tôi vào tổ thiết kế rằng họ vẫn có thể vẽ ra được bộ đôi mascot ấn tượng như họ từng làm với Gen 4 và Gen 5. Ở dạng Shiny thì Miraidon cũng đẹp đó. Màu sắc này thì lại hơn khá nhiều huyền thoại khác rồi, nhưng tôi vẫn không bao giờ tưởng tượng ra được họ lại làm Shiny của Coraidon tốt đến như vậy. Cũng là một trong những Pokemon Shiny có màu đen, nhưng màu của Coraidon lại được phối vô cùng tốt, với điểm nhấn là những phần bờ màu đỏ chuyển dần sang vàng rồi đến trắng. Không nói nhiều, không ai là không mê cái dạng Shiny này cả. Chỉ có điều là để bắt được nó thì hiện tại vẫn phải chờ nhà sản xuất, chứ chúng ta không còn cách nào để sở hữu cả. Có thì cũng chỉ là hắc thôi. Và rồi, đến top 1 Shiny trong lòng tôi, đó chính là Chiyu. Thú thật thì từ hồi bộ tứ tai ương được leak ra tạo hình, tôi không thể nào ngắm được thiết kế của tụi nó, nhất là Chiyu. Vì này chỉ là một con cá vàng trong thế giới bình thường thôi mà. Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy dạng Shiny của nó, có thể rực lửa màu cam đỏ và đã chuyển thành lửa xanh cực kỳ huyền bí, đi kèm với màu phụ là đen tuyền, giống với Umbreon hay lửa xanh của Shiny Emperor. Nhưng Chiyu theo cảm quan của tôi thì nó đẹp hơn hẳn hai con này. Từ dạng thường sang dạng Shiny là quay 180 độ về sự sang trọng luôn á. Điều đó càng nâng tầm vị thế của dạng Shiny. Dù nó có dễ bắt hay là khó bắt thì ai cũng muốn có được, vì đơn giản là tụi nó ngầu và tụi nó đẹp. Và đó cũng chính là top 15 những Pokemon Shiny đẹp nhất trong lòng tôi. Còn các bạn thì sao? Đâu là những Pokemon Shiny đẹp nhất trong lòng các bạn? Hãy cho tôi biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Thời gian qua rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi thông qua hình thức Momo. Các bạn có thể tiếp tục ủng hộ tôi bằng cách quét mã QR ở cuối màn hình. Và sau đây là danh sách những bạn đã ủng hộ tôi những tuần vừa qua. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha. Bye.